Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ngày hôm nay cho biết hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7, tạm thời chưa được công nhận ở Đức và không thể cấp thị thực do thiếu thông tin về nơi sinh. Theo đó, thông tin về nơi sinh chỉ có thể được xác định thông qua sổ định danh cá nhân có 12 chữ số và đối chiếu với danh sách dài 7 trang. Không thể xác định rõ người mang hộ chiếu nếu không có nơi sinh, đặc biệt do nhiều trường hợp trùng họ tên. Các cơ quan chính quyền Đức không thể tìm được thông tin về nơi sinh thông qua số định danh cá nhân trong hộ chiếu. Điều này buộc cơ quan chức năng Đức khi kiểm tra hộ chiếu Việt Nam mẫu mới trong quá trình kiểm soát xuất nhập cảnh và kiểm tra trong nước sẽ luôn phải đối chiếu thủ công với danh sách, trong khi không phải người làm nhiệm vụ nào cũng có danh sách đó. Trong khi đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ mời đại diện phía Đức đến làm việc để có phương án đảm bảo quyền lợi cho công dân, đồng thời khẳng định hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã làm đúng quy định và thông lệ quốc tế. Các vấn đề phát sinh sẽ ưu tiên xử lý qua đường ngoại giao. Thưa quý vị, thời gian qua, dọc theo tuyến đường Trường Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện hàng loạt bảng hiệu quảng cáo được gắn đèn LED với ánh sáng mạnh, liên tục chớp nháy. Người tham gia giao thông qua khu vực này phản ánh họ bị chói mắt, mất tập trung, từ đó dễ xảy ra tai nạn giao thông. Những bảng quảng cáo này được đặt tại đoạn đường Trường Sơn từ công viên Hoàng Văn Thụ đến sân bay Tân Sơn Nhất. Theo phản ánh của người dân, do những bảng này sử dụng đèn LED với cường độ ánh sáng mạnh, liên tục chớp nháy đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn người tham gia giao thông, nhất là vào buổi tối. Tầm nhìn mình không thấy rõ, cũng như nó lò ra, không có gom trên cái tuyến đường mình chạy quan sát ở trước. Giờ phần ở bên hông thì mình nhìn ở sau cái hậu mình, là bên đèn nó chó, nó trò ra đâu, mình không có thấy rõ là cái xe ở phía sau, là mình lúc là mình chuyển hướng hoặc là mình quanh những cái cua, rồi mình có gây dễ gây tai nạn cũng như ở sau mình không thấy rõ. Khi mà trời mưa, một là cái máy lạnh của trong xe với cái đèn mà phản chiếu vô là cái này nó chói lè luôn, do cái kiến là nó sẽ trắng luôn, kéo xuống là hầu như là không thấy đường á, nó bị chói lại vô cái kính á, thành ra nó sẽ bị lòa ra là sẽ không thấy đường. Mỗi lần đi qua khu vực này là phải dỡ kính lên chứ không có hạ xuống được, hạ xuống thì sẽ có nhìn thấy tầm nhìn phía trước. Theo ghi nhận, trong phạm vi chỉ khoảng 500m dọc dải phân cách tuyến đường Trường Sơn có đến 17 bảng quảng cáo màn hình LED được lắp đặt. Tuy nhiên, dù các bảng này đã tồn tại ở đây cả tháng nay, nhưng chỉ đến khi các cơ quan báo đài thông tin thì ngành chức năng quận Tân Bình mới biết có sự việc trên. Lãnh đạo phòng cũng phân công cái tổ kiểm tra để xem coi cái việc quảng ảnh nó như thế nào. Thì trước đó thì cũng thay mặt lãnh đạo phòng, thì trước đó thì tôi cũng nghiêm túc tiếp thu cái phản ảnh của báo. Sau đó thì về phía lãnh đạo phòng thì chúng tôi cũng có mời cái chủ của công ty chủ quản về cái đèn LED đó chưa lên làm việc. Thì công ty nó cũng có cái thừa nhận là cái việc quảng cáo thì nó cũng không có thông qua cái nội dung quảng cáo cho sản phẩm. Thứ hai nữa là cái ánh sáng đèn LED đó, nó có ảnh hưởng, thì chúng tôi cũng có đề nghị là công ty nó có cái cam kết sẽ điều chỉnh lại. Vì sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh tình trạng này. Thực tế, theo ghi nhận, không chỉ trên tuyến đường Trường Sơn, quận Tân Bình, mà còn nhiều đoạn đường khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng có tình trạng tương tự. Bắt đầu áp dụng cách đây 6 năm, thu phí không dừng đã cho thấy lợi ích thiết thực cho cả người dân cũng như chủ đầu tư các tuyến giao thông. Tuy nhiên, trong thời gian qua, số lượng các trạm thu phí không dừng còn khiêm tốn bởi nhiều lý do khác nhau. Thực tế thì các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể liên quan đã phải mất nhiều thời gian để xây dựng cơ chế chính sách, sớm đưa hình thức thu phí này vào vận hành. Lý do này là nguyên nhân chính kéo dài tiến độ áp dụng và gây không ít băn khoăn về tính khả thi hiệu quả của thu phí không dừng. Tuy nhiên, cả về lý thuyết và thực tiễn đều đã chứng minh và có thể khẳng định rằng thu phí không dừng là xu thế toàn cầu hướng tới nền giao thông văn minh và thông minh. Đây là thẻ e-tag được gắn lên kính xe ô tô. Chiếc thẻ này như một chiếc SIM điện thoại có chip và anten để nhận các tín hiệu vô tuyến. Khi chủ phương tiện gắn thẻ e-tag, những thông tin của chiếc xe như biển số, loại xe được định danh và lưu trữ về trung tâm. Khi chủ xe dùng thẻ e-tag thì sẽ được mở một tài khoản giao thông. Tài khoản này liên thông tất cả các tài khoản ngân hàng. Vì thế, người sử dụng có thể chuyển tiền vào dễ dàng. Xe qua trạm thu phí,
máy sẽ tự động quét và trừ tiền trong tài khoản. Tất cả các thao tác này diễn ra chưa đến một giây. Khi dán thẻ y tác của thu phí không dừng, cả cơ quan quản lý cũng như người dùng sẽ thụ hưởng nhiều lợi ích. Phân tích của các chuyên gia cho thấy, khi chủ phương tiện dán thẻ y tác thì việc triển khai giao thông thông minh ở các đô thị sẽ không khó. Thẻ y tác và tài khoản giao thông sẽ giúp cơ quan quản lý dễ dàng điều tiết giao thông, xử phạt nguội các lỗi vi phạm qua camera giám sát. Nó sẽ tránh được tiêu cực ở trên đường và đây chính là minh bạch trong thu phí, trong xử phạt. Nó là minh bạch toàn thể. Cái gì liên quan đến tiền mà dùng đến tài khoản thì nó minh bạch. Thì người thu và người nộp đều minh bạch cả. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thu phí không dừng đã đặt nền móng để chúng ta xây dựng một nền giao thông thông minh theo xu hướng của thế giới. Đã đến lúc phải đưa những công nghệ mới vào Việt Nam để phục vụ cho hệ thống hạ tầng ngày càng hiện đại. Cái việc này chúng ta đi nước ngoài là biết rất nhiều rồi. Tức là xe anh đỗ ra thì người ta chỉ cần dán một cái tờ giấy vào đấy là anh vi phạm. Thì đương nhiên là khi đó về là tài khoản của anh trừ luôn. Bắt buộc khi anh muốn được đăng kiểm xe lưu hành thì trong tài khoản của anh là phải có tiền. Khi tắc đường, tai nạn giao thông đang là vấn nạn ở nước ta, thì giải pháp giao thông thông minh sẽ rất hữu ích. Áp dụng thu phí không dừng với kỹ thuật công nghệ hiện đại chắc chắn sẽ thay đổi thói quen và tư duy của người tham gia giao thông, người quản lý. Tính toán của các quốc gia phát triển cũng cho thấy, giao thông thông minh không chỉ giảm thiểu tai nạn mà còn giảm từ 30 đến 35% các khoản chi phí cho cơ sở hạ tầng giao thông. Nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai mở đợt cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện trong thời gian cao điểm từ ngày 25 tháng 7 và kéo dài đến hết ngày 25 tháng 8. Trụ sở Công an phường Thanh Xuân Bắc, nhiều người dân đã đến từ sáng sớm để được nâng cấp căn cước công dân gắn chip của mình. Lần này các loại giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy tờ xe đều được tích hợp để mở tài khoản định danh điện tử. Việc tích hợp các loại giấy tờ này vào căn cước công dân giúp người dân dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cũng như tận dụng được các tiện ích khác. Ở trong Sài Gòn 6 tháng nên cùng quá trình bận công tác nên hôm nay thì ra đây là để làm thủ tục căn cước công dân mới ấy, thì thấy cũng thuận tiện nhanh, bao gồm là tích hợp cả cái giấy tờ cá nhân vào làm một thì là rất thuận tiện cho giao dịch và dịch vụ. Bây giờ cả hồ sơ các thứ thì không cần phải là lý lịch các thứ rõ ràng nữa, là phải có cái giấy cước công dân này là có chip là thuận lợi thôi. Để phục vụ người dân, lực lượng công an phường và đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an quận Thanh Xuân đã có mặt từ sớm để triển khai việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Theo kế hoạch triển khai tháng cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip, các bộ sẽ làm việc từ sáng cho đến 22 giờ hàng ngày và làm cả thứ bảy chủ nhật. Mục tiêu của công an phường là giải quyết dứt điểm toàn bộ số công dân thực tế đang sinh sống trên địa bàn để đảm bảo cái việc cấp căn cước và định danh điện tử. Những trường hợp mà các thứ hai đi trong quận, công an phường phối hợp với các đơn vị bạn để cố gắng giải quyết hết cái số công an của số công dân đi đấy. Còn những trường hợp mà đi tỉnh ngoài thì công an cũng cố gắng để liên lạc với cán bộ cơ sở để tiếp tục lấy thông tin của công dân và mời công dân làm. Trong đợt cao điểm này, Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung khắc phục đối với những trường hợp bị sai cấu trúc số định danh cá nhân dẫn đến việc công dân đã làm căn cước công dân gắn chip nhưng vẫn chưa được cấp thẻ. Đồng thời, tổ chức những nhóm tuyên truyền đến tận nhà để vận động người dân và hỗ trợ đối với những trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe để ra điểm làm căn cước công dân tập trung. Ban chỉ huy công an phường đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực là điều tra cơ bản toàn bộ địa bàn các cái trường hợp mà chưa được cấp căn cước công dân để từ đó phối hợp với các tổ thuộc đề án 06 để đi đôn đốc vận động nhân dân đi làm căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử, cố gắng hoàn thành trong trước 30 tháng 8 năm 2022 này. Đợt này về cao điểm trong cao điểm thì duy trì thì chúng tôi cái đợt cao điểm vừa rồi thì chúng tôi cũng duy trì về hơn năm nay rồi. Nên đợt này thì là với tinh thần quyết liệt hơn, chúng tôi là cũng chia ra làm 3 tổ công tác. Thì mỗi tổ thì cũng chia trung bình mỗi máy là phải 300 hồ sơ một ngày. Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Do đó, căn cước công dân gắn chip được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch. Vì vậy, người dân nên sớm thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip để đảm bảo quyền lợi cá nhân của mình.